Nếu các bạn gặp trường hợp tất cả các sản phẩm ở trên TikTok Shop của các bạn bị đình chỉ, nó không có hiển thị để cho khách hàng mua nữa các bạn. Lý do là do các bạn lâu rồi các bạn không có đăng nhập vào trong TikTok Shop á, thường thường là 15 đến 30 ngày. Khoảng đó mình không nhớ rõ lắm. Nếu các bạn không đăng nhập vào lần nào á thì tất cả các sản phẩm này sẽ bị đình chỉ và không có bán, không có hiển thị nữa các bạn. Thì cách khắc phục như sau. Thì đầu tiên các bạn chọn một cái sản phẩm nha cho các bạn. Rồi các bạn bấm chỉnh sửa. Này, mình chọn này rồi. Chọn cái này đi, mình load lại nha các bạn. Mình load lại trang. Rồi mình làm lại cho các bạn xem nhé. Đây các bạn đầu tiên các bạn bấm vào dấu check ở đầu cái ô này các bạn. Đây các bạn. Rồi, các bạn qua bên phải các bạn bấm vào chỉnh sửa nhé. Ở chỗ này các bạn. Dạ rồi. Vào đây thì các bạn chỉ cần bấm nút cập nhật đây thôi các bạn à. Mình không cần làm gì thêm. Tại vì sản phẩm của các bạn trước đây đã được duyệt rồi các bạn. Rồi mình bấm gửi thôi các bạn. Rồi, mình tắt cái tab đi các bạn. Tắt, rời khỏi. Rồi, bây giờ các bạn nhớ cái này nha. Mình load lại thử nha các bạn. Có thử được chưa? Thì đây là dòng thứ mấy nha các bạn. Cái mã này. Đó, rồi mình load lại nha. Để mình kiểm tra xem nó đã duyệt chưa. Rồi mình dán cái mã ID vào đây. Mình tìm các bạn, bấm Enter để tìm các bạn. Ở đây các bạn thấy nó đã hoạt động rồi các bạn. Nó báo đã hoạt động rồi. Vậy là được các bạn. Cảm ơn các bạn nhé.